Đồng Tháp phát hiện thêm 10 ca dương tính với nCoV. Sáng 25 tháng 6, trao đổi với báo chí, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cho biết, tỉnh có thêm 10 ca nghi nhiễm COVID-19 liên quan đến ca dương tính nCoV ở bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp, sau khi phát hiện ca dương tính nCoV ở bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, ngành chức năng đã tiến hành ra soát, phân lập và lấy mẫu xét nghiệm đối với toàn bộ bệnh nhân và người nuôi bệnh. Đến sáng nay, ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm gần 700 người tại bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, qua đó phát hiện thêm 10 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, 4 người chung phòng bệnh, 1 người nuôi và 3 người bệnh với ca nghi mắc COVID-19 tại khoa Nội tổng hợp, 4 người nhà từng chăm bệnh nhân nghi mắc COVID-19. Bệnh nhân thứ 9 là nhân viên làm việc tại phòng hành chính của CDC Đồng Tháp, từng đến chăm sóc người bệnh tại khoa Nội tổng hợp của bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Sau đó, người này chủ động khai báo y tế và có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Nhân viên trên đã tiêm vaccine phòng COVID-19 nên nguy cơ lây lan mầm bệnh là rất thấp. Người bệnh còn lại làm tại Bệnh viện Quân dân Y Đồng Tháp, trước đó có điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Thạc sĩ Trần Văn Hai, Giám đốc CDC Đồng Tháp cho biết, đây là những trường hợp nghi mắc COVID-19 do test real-time PCR dương tính yếu nên đang gửi mẫu xét nghiệm đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp để xét nghiệm khẳng định lại. Nhận định đây là ổ dịch khá phức tạp, có nguy cơ lây lan cao. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa yêu cầu ngành y tế tập trung các biện pháp xử lý, thần tốc truy vết, xác định nguồn lây nhiễm, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ các trường hợp có liên quan. Lãnh đạo tỉnh cũng thống nhất tạm dừng hoạt động của CDC Đồng Tháp và Bệnh viện Quân dân Y để tiến hành ra soát, khoanh vùng dịch tễ, xét nghiệm, cách ly và có bước xử lý tiếp theo. Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã quyết định cách ly y tế tạm thời đối với bệnh viện Đa khoa Sa Đéc trong vòng 7 ngày kể từ 21 giờ ngày 24 tháng 6. Đối với khu vực cộng đồng có ca nghi mắc COVID-19, yêu cầu tiến hành phong tỏa, đồng thời tiếp tục truy vết, yêu cầu cách ly y tế các trường hợp F1, yêu cầu tự theo dõi sức khỏe tại nhà đối với các F2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đề nghị các ngành, địa phương và nhân dân tuyệt đối không lơ là chủ quan nhưng cũng không lo sợ hoảng hốt, mất bình tĩnh, phải xử lý linh hoạt, sáng tạo hiệu quả và bám sát tình hình. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo đảm bảo tiêu chí bệnh viện an toàn, tiếp tục củng cố các hoạt động phân luồng, khám sàng lọc nhằm phát hiện cách ly sớm với người nghi nhiễm và nhiễm COVID-19, hạn chế người nhà ở lại chăm sóc người bệnh, không đón khách vào thăm người bệnh, thực hiện nghiêm việc khai báo y tế. Ngoài ra, yêu cầu nhân viên y tế trong quá trình làm việc cũng như sinh hoạt tại cộng đồng nâng cao ý thức phòng chống dịch hạn chế tiếp xúc tuân thủ các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm cho bản thân gia đình và cộng đồng